chụp hình cán bộ phường đọc báo lúc làm việc, dân bị dọa đánh. Ngày 3 tháng 4, ông Trần Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, phường đã họp toàn cơ quan để chấn chỉnh, nhắc nhở cán bộ trong khi tiếp công dân. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Phạm Quang Huy, cán bộ Ban Thanh tra Nhân dân. Trước đó, ngày 20 tháng 3, một phụ nữ đã đăng phản ánh lên cổng góp ý của thành phố Đà Nẵng về sự việc xảy ra tại Ủy ban Nhân dân phường Mỹ An. Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 20 tháng 3, người này đến Ủy ban Nhân dân phường Mỹ An để công chứng một số giấy tờ, thì không được gặp cán bộ công chứng. Lúc này, ông Huy đang ngồi đọc báo và trả lời với nữ công dân trên rằng cán bộ công chứng đã đi họp và kêu người này sang phường khác. Sau đó, cô gái này rút điện thoại ra chụp ảnh lại. Thì ông Huy cuộn báo lại và nói, ta đánh mẹ mi chứ dám chụp ảnh ta. Sau khi nhận phản ánh, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ An đã họp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để kiểm tra xác minh vụ việc và phản hồi lại với công dân trên. Theo Ủy ban Nhân dân phường Mỹ An, sáng 20 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường có lịch họp ở thành phố và quận, nên không có lãnh đạo trực tiếp ký hồ sơ công dân. Tuy nhiên, việc tiếp nhận hồ sơ vẫn được thực hiện và hẹn trả kết quả vào cuối buổi làm việc. Về thái độ ứng xử của công chức, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ An đã chỉ đạo cá nhân người vi phạm viết bản kiểm điểm, nghiêm túc tiếp thu và rút kinh nghiệm. Ủy ban Nhân dân phường Mỹ An cũng nhận trách nhiệm về những thiếu sót trên và cho biết chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ công chức, khắc phục hạn chế để ngày càng nâng cao chất lượng, cung ứng dịch vụ hành chính công và phục vụ công dân tốt hơn. Thông qua cổng góp ý, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ An gửi đến nữ công dân trên lời xin lỗi và hẹn thời gian để lãnh đạo phường được gặp mặt, xin lỗi trực tiếp. Ông Thành cho hay, hiện tại phường vẫn chưa tìm được nữ công dân trên, nên chưa tổ chức xin lỗi. Cách chức trưởng công an huyện có phòng nhì. Sau nửa năm bị cảnh cáo về mặt đảng vì có quan hệ ngoài hôn nhân, Đại tá Sơn ở Sóc Trăng bị cách chức trưởng công an huyện Trần Đề. Chiều ngày 2 tháng 4, nguồn tin cho biết Công an tỉnh Sóc Trăng đã triển khai quyết định của Bộ Công an về việc cách chức trưởng công an huyện Trần Đề đối với ông Đoàn Thanh Sơn. Một lãnh đạo cấp phòng của Công an tỉnh Sóc Trăng được điều động về huyện Trần Đề thay thế vị trí của ông Sơn. Đại tá Sơn chỉ còn là cán bộ bình thường, nên ông ấy xin nghỉ chờ ngày về hưu và đã được cấp trên đồng ý, nguồn tin cho hay. Hơn nửa năm trước, ông Sơn bị Ủy ban Kiểm tra tỉnh Sóc Trăng kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt đảng. Sai phạm của đại tá này là có quan hệ ngoài hôn nhân, thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Lộ nguồn gốc cây khủng được chở trên quốc lộ 1. Sáng ngày 2 tháng 4, sau 3 ngày, lực lượng cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế giữ 3 xe đầu kéo chở cây khổng lồ vi phạm quá khổ quá tải lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua Phú Lộc. Doanh nghiệp chở cây vẫn chưa đến làm việc với cơ quan chức năng, số cây này đang được để ở đường tránh quốc lộ 1 qua thành phố Huế. Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do chủ hàng và chủ cây chưa đến làm việc nên chưa tiếp cận được hồ sơ thông tin cụ thể. Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Quang Tùng, quyền cục trưởng cục kiểm lâm thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đã chỉ đạo kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk xác minh làm rõ nguồn gốc những cây gỗ khủng vận chuyển trên quốc lộ 1 và bị bắt giữ tại tỉnh Thừa Thiên Huế mà báo chí đã phản ánh. Đối với cây trong vườn thì chỉ cần xác minh của chính quyền là có thể vận chuyển đi tiếp được. Nếu cây có nguồn gốc từ rừng thì cần phải làm rõ những vấn đề liên quan, ông Tùng nhấn mạnh. Trong khi đó, ông Y sĩ Hơ Đớt, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng kiểm lâm đã xác minh các cây trên được di chuyển từ xã Tam Giang, huyện Cờ Rông Năng. Còn ông Nguyễn Văn Tiếp, hạt trưởng hạt kiểm lâm Cờ Rông Năng, thông tin đơn vị đã xác định được nguồn gốc một trong ba cây trên. Theo đó, một cây có nguồn gốc tại vườn nhà ông Nguyễn Ngọc Trung, thôn Giang Hà, xã Tam Giang, huyện Cờ Rông Năng. Ông Trung thừa nhận gốc gỗ trên là cây đa sộp, có chiều cao 14m và rộng 1,3m. Ngày 5 tháng 3, ông Trung xin phép Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang khai thác cây đa này để tặng cho một ngôi chùa ở Hà Nội. Hai cây còn lại, đơn vị chưa xác định được địa chỉ cũng như nguồn gốc, ông Tiếp nói.
Tối 30 tháng 3, 3 xe tải mang biển số tỉnh Quảng Bình chở 3 cây cổ thụ khổng lồ lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam Bắc qua địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc bị cảnh sát giao thông phát hiện. Theo cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế, 3 xe chở cây cổ thụ đều vượt quá chiều dài, quá tải cầu đường 20-50% vượt quá chiều cao hàng hóa. Cảnh sát giao thông Phú Lộc đã xử phạt chủ 3 xe chở cây cổ thụ khổng lồ số tiền 81,7 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe của các tài xế vi phạm 1-3 tháng. Đến Nha Trang mà ngỡ như đang ở phố tàu, nước Nga. Đến Nha Trang nhiều du khách không khỏi giật mình, cứ tưởng đang ở một xứ nào đó. Ở bên nước ngoài, do biển hiệu, toàn bằng ngôn ngữ Trung Quốc và Nga. Với những du khách lần đầu đến Nha Trang, sẽ rất ngạc nhiên. Bởi, dọc các con phố, biển hiệu toàn bằng tiếng nước ngoài, từ nhà hàng, khách sạn, quán ăn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đến tờ rơi quảng cáo, 4 năm về trước, để đáp ứng nhu cầu của làn sóng Nga, ồ ạt đến Nha Trang Khánh Hòa, các biển hiệu được viết hoàn toàn bằng tiếng nước này. Khoảng 3 năm trở lại đây, khách Trung Quốc đến Nha Trang tăng đột biến. Từ đó, các cửa hàng, dịch vụ được mở ra. Biển hiệu bằng tiếng Trung Quốc bắt đầu chiếm ưu thế so với tiếng Nga. Một số cửa hàng chọn cách vừa phục vụ khách Nga, vừa khách Trung Quốc nên biển hiệu được ghi hai thứ tiếng. Tuy nhiên, những cửa hàng như thế này chỉ xuất hiện ở trung tâm thành phố, nơi tập trung phục vụ hai dòng khách nói trên. Còn ở ngoại thành hoặc xa trung tâm, do chỉ phục vụ khách Trung Quốc, các nhà hàng, quán ăn ghi biển hiệu chủ yếu bằng tiếng Tàu. Trong ảnh là một nhà hàng trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang. Theo luật quảng cáo, biển hiệu phải viết bằng tiếng Việt, trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế. Tên, chữ nước ngoài, phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn tiếng Việt. Một cửa hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang, giới thiệu dịch vụ của cửa hàng, hoàn toàn không có tiếng Việt, chỉ có tiếng Trung Quốc và Nga. Những cửa hàng có biển được ghi chi chít bằng tiếng nước ngoài như thế nào, y tràn ngập ở Nha Trang. Ở Sài Gòn cũng có phố Tây, nhưng biển hiệu tiếng nước ngoài không nhiều như ở đây. Mỗi lần ra Nha Trang du lịch mà cứ ngỡ như đang ở phố Tàu, phố Nga. Rất buồn, anh Nguyễn Mạnh Hùng, du khách ở thành phố Hồ Chí Minh nói. Một số hộ kinh doanh chuyên phục vụ khách Trung Quốc nên tên trái cây, đơn giá đều được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Trung. Theo một cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Khánh Hòa, đơn vị này có kiểm tra thường xuyên. Nhưng khi đi đến nơi, những tờ rơi, biển hiệu tạm thời bị cất đi, nên rất khó xử lý. Một quán giải khát trên đường Trần Quang Khải, chuyên bán cho khách Nga và Trung Quốc. Mình bán cho ai thì ghi tiếng của nơi đó, để dễ cho khách đến mua. Mấy cái này cũng đi thuê người ta viết. Chứ mình có biết tiếng Trung hay tiếng Nga đâu, chị Nhuận bán trái cây nói. Trên thực tế, những cửa hàng chuyên bán cho khách Trung Quốc, họ không in tiếng Việt, bởi họ nghĩ ít tiếp khách Việt nên không cần thiết ghi. Nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, nhưng sau đó họ không khắc phục. Cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Khánh Hòa nói, ma trận tiếng nước ngoài, trong một con hẻm, trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Ở đây từ khách trọ, đến dịch vụ ăn uống, chỉ phục vụ người nước ngoài, không có người Việt, nên không cần phải ghi tiếng Việt. Phiền phức mà không cần thiết. Chủ một quán ăn trong hẻm 120, đường Nguyễn Thiện Thuật, chia sẻ. Các biển như thế này được dựng, dán ở khắp các con hẻm, ở khu phố Tây Nha Trang. Dù rất mất mỹ quan, tuy nhiên, không hề có sự kiểm tra, cũng như nhắc nhở của phường, thành phố, hoặc cơ quan quản lý văn hóa, cấp tỉnh ở Khánh Hòa. Nhu cầu người Trung Quốc thuê phòng trọ rất lớn. Tôi mới xây một dãy 30 phòng trọ, vừa xong thì có người Trung Quốc đến thuê. Thời hạn 6 tháng, trả tiền một lần, không biết họ làm gì, nhưng rất kín tiếng, ít giao tiếp với người lạ lắm. Ông Bình, chủ một khu trọ ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang cho biết, sắp tới sở sẽ đưa tiêu chí thi đua, xét công nhận hộ gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, việc chấp hành quy định về viết đặt tên biển hiệu, bảng quảng cáo. Ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Khánh Hòa, nói, năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa kiểm tra 43 trường hợp, xử lý 21 trường hợp với số tiền phạt trên 70 triệu đồng. 3 tháng đầu năm 2018, kiểm tra 9 cơ sở,
phát hiện 3 cơ sở vi phạm. Trong khi đó, năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang kiểm tra 133 trường hợp, lập biên bản xử phạt 21 trường hợp, phạt tiền trên 166 triệu đồng. Các cơ sở, cá nhân vi phạm chủ yếu các lỗi như không thể hiện đầy đủ tên biển hiệu, tên cơ sở sản xuất kinh doanh, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thể hiện chữ nước ngoài, không đặt bên dưới chữ tiếng Việt, khổ chữ nước ngoài lớn hơn tiếng Việt.